Tóm tắt phần trước, lưu ý là đã có video ở dưới phần mô tả. Sau chuỗi ngày lênh đênh trên biển, cuối cùng thì đảo kho báu cũng đã xuất hiện trước mặt nhóm của Senku. Ngay khi con tàu cập bến, để tránh sự nhòm ngó của dân tại đây, một nhóm nhỏ gồm Senku, Kohaku, Gen và Soyuz sẽ đổ bộ lên đảo để xem xét tình hình. Trong lúc đó, Yukio ở phòng quan sát đã phát hiện ra những sóng điện kỳ lạ dưới đáy biển. Ginro nhận lệnh của Yukio nhảy xuống kiểm tra thì đập vào mắt cậu là những tượng người hóa đá. Điều này rất là lạ lùng đấy. Vì lúc sự kiện hóa đá xảy ra, đảo này vốn là một đảo hoang cơ mà, thì làm sao lại có người hóa đá dưới lòng biển được? Không những thế, Ryusui phát hiện có kẻ nào đó đang theo dõi họ. Nhưng đã quá muộn, khi Gen cùng Soyuz quay lại quan sát đồng đội thì mới ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa vì toàn bộ thủy thủ đoàn đã bị hóa đá. Tin tức ngay lập tức được báo cho hai người còn lại. Kohaku lập tức quay về tàu để cứu anh em, nhưng may được Gen buộc dây giữ lại. Tầm này dụng tốc là oằng cả bọn ngay, cần phải bình tĩnh phân tích tình hình cái đã. Cùng lúc ấy, Soyuz nhớ ra thêm một chút về ngày rời đảo. Cậu cùng mẹ đang chạy trốn một thứ gì đó mà lục mãi chả nhớ ra đó là thứ gì. Sau khi xem xét những thông tin đang có, Senku nhận thấy ở đảo này đang tồn tại hai lực lượng. Một bên đối địch muốn hóa đá họ, và một bên đồng minh đang muốn chạy trốn. Chỉ cần tìm được nhóm đồng minh thì nhóm Senku sẽ có cơ hội tìm ra dương kho báu. Với bạch kim trong đó thì toàn thể đồng đội sẽ được cứu. Dựa vào những vỏ ốc bị vứt dọc đường, Senku bắt đầu sử dụng khoa học điều tra để truy tìm manh mối. Đầu tiên Senku cho đun nắm cyano acrylate, rồi để vỏ ốc vào chỗ hơi nước để làm gì? Để khi chiếu tia UV vào sẽ thấy dấu vân tay. Từ đó Senku suy luận ra đối tượng là nữ, chiều cao lẫn thể hình ở mức trung bình. Phần tiếp theo của quá trình truy vết là của Gen. Bằng suy luận của mình, đầu đen trắng đã tìm ra những sợi tóc còn vương lại của đối tượng. Sau khi truy thêm vài vật chứng khác, Senku đặt chúng vào máy ly tâm chạy bằng cơm, thu được thành phần được phân tách. Thông qua kính hiển vi cầm tay, cậu thấy được những hạt phấn hoa của hoa ly. Từ đó có thể xác định được vị trí của người dân đảo là nằm sâu trong đất liền. Lần theo dấu vết, cuối cùng cả bọn đã tìm ra được đối tượng. Cô gái ấy tên là Amaryllis, một cô nàng đáng yêu. Mỗi tội lại sắp lên xe hoa để gia nhập hậu cung của tù trưởng. Trong khi Gen còn đang mải suy tính cách tiếp cận sao cho đỡ sượng, thì Khứa Senku đã nhảy ra hỏi trực tiếp dương kho báu đang ở đâu. Thấy những người lạ mặt, cô ả cứ ngỡ tù trưởng đến đón, bèn dùng chiêu mỹ nhân kế để chiếm cảm tình. Câu chuyện đang dang dở thì đột ngột tiếng người vang lên. Làng của Amaryllis đang tiến hành bạo loạn chống lại tù trưởng. Để ngăn chặn chuyện này cũng như để bảo toàn đồng minh, Senku cùng anh em sử dụng đến hàng nóng, thiết bị chấn áp khoa học chloracetone, hay thường được gọi với cái tên là đạn hơi cay, để giải tán đám đông. Sau khi chứng kiến tà thuật của Senku, Amaryllis ngỏ ý muốn được mượn sức mạnh này để chung tay chiến đấu cùng với cô lật đổ tù trưởng. 5 năm trước, Amaryllis từng theo anh chị ra khơi chạy trốn, nhưng rồi bọn họ đã bị Kirisame và Mozu, hai tay sai đắc lực của tù trưởng, phát hiện ra và truy đuổi. Chúng sử dụng một loại vũ khí mà khi tung lên cao sẽ tỏa ra ánh sáng xanh. Bất cứ ai bị rơi vào phạm vi ảnh hưởng của nó đều sẽ bị hóa đá. Amaryllis may mắn ở ngoài tầm chiếu nên đã giữ được mạng. Nhận thấy thứ ánh sáng kia là một loại vũ khí, Amaryllis đã không ngừng cố gắng để trở nên xinh đẹp, nhằm được tuyển vào hậu cung và cướp lấy nó. Senku nghe kể chuyện là hiểu ngay vấn đề. Cái thứ ánh sáng hóa đá đó đang ở đây, và nó hẳn phải có những điểm yếu nhất định. Vì Senku cũng muốn nắm được nó, nên cậu đồng ý tham gia cách mạng để tăng khả năng tiếp cận được tù trưởng. Họ cần thêm những ứng cử viên tham gia buổi tuyển vợ ngày mai. Tìm tới tìm lui chả có ai khác ngoài Kohaku. Tài chiến thì có thừa chứ nhan sắc thì căng phết. Để giúp cô nàng tự tin khoe cá tính, Senku liền bắt tay ngay vào trùng tu nhan sắc cho Kohaku. Quần áo thì Amaryllis lo được, nhưng muốn make up thì họ cần nhiều hơn những thứ họ đang có. Vậy nên cả bọn phải lấy được xe lab lưu động từ trên tàu. Nhiệm vụ này cũng khá khó khăn, do con tàu đã bị phe tù trưởng chiếm đoạt. Kẻ quản lý ở đó là tể tướng Ibara, kề cận còn có Kirisame. Chứng kiến những người bạn hóa đá bị tên tể tướng đập vỡ, Kohaku chịu không nổi bèn lao đến vách đá. Nhưng chưa kịp làm gì đã bị Kirisame tấn công. Do bộ váy quá vướng khiến Kohaku không thể tiếp chiêu mà ăn đập. Trong giây phút nguy nan, Kohaku quyết định đi mua tai nghe One Audio Pro C từ đồ chơi công nghệ 7. One Audio Pro C, headphone không dây chất âm hay nhất tầm giá dưới 1 triệu đồng, với chuẩn Hi-Res cho âm trường rộng, nhịp bass sống động, thiết kế trẻ trung với hai màu đen và bạc champagne, đeo lên auto đẹp trai, thời lượng pin lên đến 110 tiếng, sạc một lần đủ nghe tới 2 tuần. Đương nhiên là hàng chính hãng, bảo hành đầy đủ 12 tháng, ưu đãi dành riêng cho người xem The Reviewer. Mua tai nghe còn được tặng loa chính hãng trị giá 299k, mua đi. Trong giây phút nguy nan, đầu Kohaku bỗng nhảy số mà hét lên rằng tôi cần láp. Hiểu rằng đám dân đảo không hiểu câu ấy là gì, nên Gen đã lấy tên đó để gọi Senku, vờ như cô nàng đang gọi người yêu. Từ đó che mắt Kirisame,
mà giải vây cho cô Haku. Tuy cách diễn có phần giả chân nhưng ít ra họ thoát nạn, đồng thời cũng truyền được tín hiệu nếu còn có người trên tàu thoát nạn. Hên là có, nhưng không hên là đó là Ginro. Nhưng thật ra Ginro cũng hên. Khi con tàu đang bị thứ ánh sáng hóa đá bao vây, Ginro đang ở dưới nước. Nhờ trước đó Yukio đã bắn lệch hướng của nguồn phát, nên khi Ginro lặn xuống, cô cậu đã thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của nó. Và cậu cũng không phải là người duy nhất thoát nạn. Khi thứ ánh sáng hóa đá lan đến, Ryusui đã kịp thời đá văng Suika khỏi tàu. Với sự nhỏ nhắn nhanh nhẹn, cô bé chính là lá bài quan trọng để lấy lại phòng láp di động. Không phụ kỳ vọng của mọi người, Suika đã hợp sức ăn ý cùng Ginro và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khó nhằn được giao. Họ lại còn ngụy trang kỹ cái xe, khiến phe địch cứ tưởng đó chỉ là một con quái thú nào đấy. Nhờ thế mà phe Senku có thể giấu mình bên trong. Tuy nhiên đám lính đang lại gần, để tránh việc ngụy trang bị vô hiệu do khói xe, Senku chợt nghĩ ra cách để giải tán đám đông bằng hoa nhài kết hợp với thịt sò thối, rồi hâm nóng lên, sẽ tạo ra một mùi thum thủm của chất thải sinh học, khiến cho đám địch bị bịt một phen, nghĩ rằng sinh vật kia đang tào tháo rượt. Nhờ thế mà đám Senku chim cút thành công. Sau khi tạo dấu vết giả, cả bọn được Amaryllis đưa đến một cái hang bí mật để trú ẩn. Trang thiết bị khoa học đã có, còn được thêm giam ba loại hoa quả. Họ đã có thể bắt đầu trùng tu nhan sắc cho cô Haku. Đầu tiên là bộ tóc vừa cứng vừa chỉa lung tung của cô. Senku cho cô Haku gội đầu bằng hỗn hợp gồm dầu dừa kết hợp với natri hydroxit và axit sulfuric loãng trộn với dầu và muối. Dầu gội thì tốt đấy, nhưng chưa đủ đô. Tóc của cô Haku đã sơ lại còn hư tổn nặng nên cần phải được phục hồi cái đã, bằng cách cho ngâm một thời gian với hỗn hợp mật ong, chanh và dừa. Và kết quả thu được là một mái tóc suôn mượt chuẩn sân siêu. Bước tiếp theo là tân trang cho nhan sắc. Đầu tiên là phấn phủ được làm từ đá mica nghiền thành bột. Sau đó lấy nó kết hợp với màu vàng và đỏ từ đá bengal, trộn với dầu dừa sẽ cho ra kem nền. Ngoài ra Senku còn tạo ra son môi và nước hoa để tăng tính hấp dẫn. Đã có đủ đồ nghề, cô Haku bèn thử trang điểm lên. Hết cứu. Từ từ để Amaryllis thử lại. Đã cứu. Nhưng tiện đã nắm được sức mạnh của khoa học trang điểm thì phải tối đa hóa khả năng chứ. Thế là một loạt nam nhân thử sức giả gái. Senku tạm được nhưng chất giọng quá nam, tạch. Ghen, xinh, ngon, giọng nữ nhưng cao quá, tạch. Soyuz thì tạch tạch tạch. Còn Ginro thì hết nước chấm. Sau cuộc tuyển chọn, cả ba ứng viên của phe Senku đều đã được nhận. Riêng cô Haku thì bị tên Moju để ý. Hắn nhìn ra ngay cô là một chiến binh. Nhưng thay vì làm to chuyện, hắn lại chỉ đe dọa rằng nếu cô làm trò hề với hậu cung thì chính hắn sẽ ra tay loại trừ. Trong lúc ấy tại hàng động, Senku cũng đang gấp rút hoàn thành vũ khí khoa học mới. Về cơ chế thì con hàng này là một dạng thu thanh tinh thể một chiều, không cần pin, dạng khuyên tai. Cách hoạt động của nó tương tự như tai nghe không dây vậy, nhằm duy trì liên lạc. Giờ đây lực lượng sẽ chia ra thành hai chi đội, đội gián điệp với nhiệm vụ quan sát nhất cử nhất động của phe địch. Khi có cơ hội còn mình Kirisame thì dụ ra riêng và buộc ả phải dùng đến vũ khí hóa đá. Còn đội khoa học sẽ cướp lấy nó từ trên không bằng một thiết bị mà người hiện đại gọi là drone. Sơ đồ chế tạo được thiết lập. Và việc đầu tiên Senku phải làm đó là chế tạo motor. Nghe thì đao to búa lớn thế thôi nhưng cũng easy. Bước đầu tiên là chế tạo nam châm điện bằng cách quấn dây đồng quanh mẫu sắt rồi để điện chạy qua. Và làm tương tự một cái nữa hình chữ U. Khi đặt hai cái lồng vào nhau sẽ tạo ra hiện tượng cảm ứng điện từ, khiến nam châm bên trong xoay liên tục. Nhưng tầm này là chưa đủ, Senku lùa cả đám tiến hành quấn dây để tạo ra một cục nam châm điện siêu mạnh. Cùng lúc đó, phía tổ gián điệp đã xâm nhập vào trong căn cứ địch. Nhân lúc Amaryllis thu hút sự chú ý của đám lính, cô Haku đã có thời cơ tách ra để đi khảo sát. Nhờ thế mà cô đã tìm ra chiếc chìa khóa khoa học. Tuy nhiên vấn đề bây giờ là chiếc tai nghe chỉ có một chiều và họ chẳng thể liên hệ được với đội khoa học. Nhưng rồi vấn đề ấy cũng đã được giải quyết nhờ chiếc xe 4 bánh mini và được ngụy trang dưới dạng chuột. Phía đôi gián điệp có thể báo cáo qua thư tay. Kế hoạch đến đây thì ok phết. Cho đến khi lộ ra hai đứa cô Haku và Ginro đều mù chữ. Mặc dù trong làng đã từng có lớp học nhưng thôi không sao. Người thành công luôn có lối đi riêng. Và đây là lối đi của cô Haku. Sau một hồi đánh vật với mấy hình dị dạng, Gen đã nhận ra rằng muốn giải mã thì cần thấu hiểu tâm can người viết. Cô Haku không thể dùng những hình ảnh dễ nhận biết được, mà đó là ngôn ngữ của khoa học. Dựa vào gợi ý đó của nhà tâm lý, Senku đã hiểu ra thông tin mà cô Haku đã gửi về. Cụ thể thì cô đã xác nhận đã tìm ra rừng kho báu. Đêm hôm đó, cô Haku đã lẩn ra ngoài để tiến đến vị trí con tàu tìm manh mối. Tuy nhiên ẩn dưới lớp đá của thời gian, con tàu còn bị phủ thêm một lớp bê tông dày cộp. Nếu cô Haku ra tay đập thì có khi lại đánh động địch, nên cô đành chờ sự hỗ trợ của tổ khoa học mà thôi. Ngay khi nhận được tin tình báo, Senku liền nghĩ ngay tới bom câm, thứ được sử dụng để phá vỡ các công trình bê tông trong khu dân cư. Về cơ bản thì nó là phản ứng giữa axit sulfuric dạng nước với canxi sunfat khan. Khi đổ cả hai vào lỗ trên bề mặt bê tông và nén lại bên trong sẽ tạo ra phản ứng hình thành kết tinh thạch cao, từ đó tạo ra hiện tượng giãn nở không ngừng, phá vỡ lớp bê tông trong im lặng.
Mỗi tội khi lấy thành quả do dùng lực bị lố, nên Kohaku đã làm bê tông rơi xuống vỡ tan chai đựng, làm vương vãi hết đám cát vàng bên trong. Đã thế còn đánh động đám lính canh, tuy tinh thần có hơi hoảng, nhưng Kohaku đã kịp thu hết đám cát mang đi, ngay trước khi địch kéo đến. Sau khi nhận được hàng gửi của Kohaku, Senku đã tìm ra bạch kim ẩn chứa bên trong. Để có được những hạt nhỏ kho báu quý giá này, Byakuya đã dành ra toàn bộ phần đời còn lại của ông để đãi tìm chúng ở con suối trên đảo. Ông hiểu rằng để tạo dựng lại nền văn minh, con người cần rất nhiều loại khoáng vật. Vậy nên để tạo lực đẩy cho tương lai, Byakuya đã ra sức tìm kiếm các loại kim loại quý. Kể cả khi đã bị tuổi tác làm cho suy tàn thể lực, thì ông vẫn cố gắng hết mình vì một tương lai thế giới trở lại. Và cho đến khi gục ngã, ông vẫn một lòng tin tưởng rằng Senku sẽ trở lại và hồi sinh thế giới. Tuy họ không cùng chung huyết thống, nhưng sự tin tưởng và tình cảm mà hai người dành cho nhau thì quá cả một mối quan hệ ruột thịt. Những ngày tháng gian khổ của Byakuya đã không đi vào lãng phí. Senku bắt đầu quá trình tạo ra dung môi, chỉ một lượng rất ít bạch kim thôi. Nhưng sau khi trải qua quá trình mê cung này, nó sẽ sinh ra acid nitric, từ đó tạo ra nước hồi sinh. Khi ấy họ sẽ có thể giã đá cho toàn bộ anh em trên tàu. Binh hùng tướng mạnh đã có. Cũng là lúc cuộc chiến giành tia hóa đá chính thức bắt đầu. Để biết cụ thể diễn biến cuộc va chạm này, mời các bạn đón xem phim vào tháng 10 hoặc một recap ở tương lai nào đó của chúng tôi. Và tôi Quản Quại, xin chào và hẹn gặp lại.